Tối ngày 23 tháng 12 năm 2023, tức ngày 11 tháng 11 năm Quý Mão, tại chùa Pháp Vân, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đã diễn ra đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà với sự tham dự của đông đảo nhân dân Phật tử địa phương. Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Thượng tọa chủ trì Thích Quảng Hòa, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Văn Lâm, trưởng ban tổ chức đêm hội, Ni sư Thích Đàm Thành, Ủy viên thường trực kiêm Phó thư ký phân ban Ni giới Trung ương, cùng chư tôn đức tăng ni, quý lãnh đạo chính quyền địa phương. Sau khi cùng thỉnh chư tôn đức Quang Lâm, Thượng tọa chủ trì Thích Quảng Hòa đọc diễn văn khai mạc nhấn mạnh, Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của cõi Tây phương Cực Lạc với 48 lời nguyện đại bi để cứu vớt chúng sinh thoát khỏi luân hồi và ba đường dữ. Ngài đã không quản công tu hành và dùng phúc báo để trang nghiêm cõi tịnh độ. Là người Phật tử, đặc biệt là những hành giả tu hành theo pháp môn tịnh độ, không thể không nhớ đến công đức của Phật A Di Đà tôn quý. Tiếp theo là nghi thức dâng hương và truyền đăng trước kim thân Đức Phật A Di Đà. Ánh sáng từ ngọn nến trên tay Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã được truyền tới chư tôn đức tăng ni và hàng Phật tử. Trong không gian thanh tịnh nơi chốn Già Lam Pháp Vân, tất cả đạo tràng cùng thành kính đối trước tôn ảnh của Đức Từ Phụ, trang nghiêm thành kính lắng nghe quý thầy tuyên đọc 48 đại nguyện của Phật A Di Đà, phát nguyện trọn đời niệm Phật, giữ vững niềm tin, học theo hạnh từ bi trí tuệ của Ngài để có được an lạc ngay trong thời khắc hiện tại và khi xả bỏ thân này sẽ được sinh về cảnh giới Tây phương Cực Lạc. Trước khi khép lại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã chia sẻ với hàng Phật tử về những giáo lý cao sâu mầu nhiệm mà Đức Thế Tôn đã để lại nơi đời. Đức Phật đã chỉ ra 10 phương thế giới có các đức Phật để chúng sinh tin vào đó mà hướng tới, nhằm xây dựng cuộc sống hiện tại an lành cát tường, đạt tới giải thoát giác ngộ. Nhân dịp này, Hòa thượng cũng đã nhắc nhở cho đại chúng về giá trị của ngôi cổ tự Pháp Vân, một di tích lịch sử của đất nước. Qua đó, tán thán Thượng tọa trụ trì trong suốt những năm qua đã không quản khó khăn tổ chức ra những lễ lớn như đêm hội hoa đăng để quy tụ quần chúng, hướng Phật tử trở về với những giá trị văn hóa tâm linh tốt đẹp. Buổi lễ đã kết thúc trong tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật âm vang trong niềm hỷ lạc của toàn thể hội chúng.